cái này bông sứ, sứ trắng, còn cái bông này nó kêu bông gì? Cây này một cái nó có bông quanh năm luôn. Phải chờ cho nó lỏng để cho cái dãy nó lên. Cho nó xúc chứ. Có gì đâu. Cho nó xúc cái dãy lên. Dãy nó ngon. Cá này ngon quá, tươi xanh luôn. Bữa nào mua nấu cháo đậu đỏ. Tại vì mình đánh dãy mình để vô cái ngủ mình bóp bóp mình chàng nó vậy thôi, dãy nó cũng bông hết trơn. Này có rổ tre rửa nó mau, giờ còn xài rổ mũ không á chợ. Dạ xong rồi, giờ mình đem vô cho nó ráng. Làm canh nên nó hết dãy nè. Nên nó chóc dãy ha nè. Nên để vô cái đổ để cho nó ráng nước. Bóp gì? Bóp gì? Biết rồi, chị ngon không biết đâu. Dạ, cái ngàn ba thằng. Bột miễn phải mày lấy ra hả? Nào mình chiên chiên bột mì ra nè, lăn bột mì nha, bột gạo. Bột mì hoa bột gạo. Bột mì hoa. Bột gạo nó mới giòn. Bột mì hoa bột gạo. Cho bột nó giòn, cho mình chiên cho nó giòn. Mình pha bột mì chung với bột gạo. Rồi để trứng vô nữa, trứng gà. Để nguyên trứng hay là chỉ lấy trứng gà thôi? Để riêng luôn. Nè, đập mà đập trứng gà bỏ vô. Trứng gà trứng vịt thì cũng được. Trứng gà trứng vịt thì cũng được. Cho nó sốt. Kêu đẹp không? Quay cái rễ nè, đó. Ủa cá nữa. Cá này nhiêu người? 30 kg. Không, cái này 1 ký hay nhiêu á? 700 g á. Tỏi vô biết. Ướp với cái gì? Ướp rồi, bắt đầu nè. Tỏi nè, 1 muỗng canh nè. Củ hành nè, 1 muỗng canh nè. Tỏi với củ hành. Băm. Rồi bắt đầu. Đường 1 muỗng cà phê, muối 1 muỗng cà phê, bột ngọt 1 muỗng. Xong tỏi ướp nè. Mình ướp cho con cá nó ngon. Còn cá chiên người ta không có ướp. Mình ướp cho con cá nó thấm thì mình ăn con cá nó ngọt hơn. Này cá lên nha một lần. Ướp liền xong. Cái này bột nè. Bột gạo. Vô cho ngon. Bột gạo 200 g. Bột mì 100.
hột gạo 100, 200, 1 10 100. Rồi cái này là hột gà 1 trứng hoặc 2 trứng cũng được. Trứng 2 trứng. Hột gà hột vịt gì cũng được. Nếu nó đặc quá thì mình thêm nước cho nó vừa theo ý mình. Mình làm đây để có khoảng nửa tiếng sau mới chiên. Mình cho cá nó thấm cho bột nó nở. Ướp cá nửa tiếng rồi mới vừa trộn bột con rồi. Nửa tiếng sau là mới là bắt đầu chiên cá. Này có lên non nha. Bột thì mình làm cho nó đừng sợ, tại lát nữa cá thì nó ra nước. Này chút chiên xong rồi gói bánh tráng ăn với bún ăn. Thêm nước rồi để cho bột nó sình sợ. Cho bột nó mở ra. Tại vì bột mình làm bột khô. Một chút nữa mình như là có bánh tráng không có mùi. Ủa? Bánh tráng. Cái này ông bá không thấy là ông đòi ăn nữa. Nó đủ ngọt. Thì bá bữa nào xuống ăn. Nha, ông bá bữa nào xuống ăn. Còn có xuống, ông xuống sống sống cho chút nữa cá là bắt đầu nó lớn rồi. Cá lớn thì ăn cách khác. Còn cá nhỏ là mới ngon rồi. Cá nó mới, nó mềm. Cá còn nhỏ nhỏ, ăn nó mềm, xương nó mềm. Tới nó lớn chút còn xương nó hơi cứng. Quá hổng ông xuống rồi tôi mất đi một chuyện. Ổng đi mẹ nha mẹ. Anh ba. Người đang chọn bột rồi chút nữa con. Ăn cá mà chiều. Bây giờ cá này thì ướp. Ướp tỏi. Ừ, cái gì đó, hành đó. Củ hành. Củ hành đỏ. Rồi muối, đường, bột ngọt. Cái này bột này nếu mai cạnh ai nói cũng được không? Được, để nghệ, để cái này tiên ninh. Phân cây nghệ, chiên ăn cũng ngon. Tùy cái khẩu vị. Cái này chọn xong rồi chờ nửa tiếng nữa là chiên. Và chiên ăn. Cho lên nhớ bột rồi. Cho nước lỏng mỏng được. Cho nó dữ. Này đặt nó đâu có giòn. Đặt nó sẽ cứng. Cá này tặng nó không biết nào. Biết không? Biết. Biết sao mới con dài. Hôm sau ăn bánh tráng kia đã chứ. Ăn bánh tráng. Ngồi ăn bánh tráng. Cái này mình chiên ăn ở nhà cá nhiều như thế ta. Rồi chiên bột cho mình. Mấy này cho ông bá ông thấy ông thèm mà. Quay cho ba con coi ha. Thử cho bác bè. Cho bác bá. Bá là ai? Bảy tỷ ở dưới 7 tỷ là nhóc luôn. Thanh Linh kêu bảo. Cuốn bánh tráng cá lên kêu bảo rồi. Như bún mà. Ở như thay nước để nhúng bánh tráng nè. Trời coi nó tanh, anh biết dấn. Anh biết cuốn luôn nha. Ha, con có biết cuốn nè. Ừ, tanh cuốn nè. Ừ, con có biết cuốn nè.
tay thú ra này. Cũng đại thôi. Trả lời câu đó là dắt về. Không để làm mà. Cục chiến này mặn quá. Đợi nó cuốn xong rồi tôi quay hết phim. Dạ. Sáng ba nó lên thôi, nó thấy nắng nắng đưa cái xa xa. Trà xanh hả? Ủ Long, trà xanh. Gì vậy? Trà kiến không vậy trời? Từ bao giờ nói lên cửa ai đó? Không có cửa mà. Mày cầm coi qua cửa không ai đi. Tần ăn cho linh kêu bột con buôn bánh tráng gì. Bánh tráng mấy nhã ăn thì ăn bỏ là bỏ bỏ dễ bỏ. Cuốn rồi anh muốn nổi cuốn này. Rồi anh bún với cá chấm mắm. Chơi sắc canh. Muốn ăn hoảng sắc chưa? Đó. Thì sắc đi. Chờ ai sắc? Chờ ai sắc nữa? Hả? Chờ năm sắc hả? Năm. Sắc vô đây cho nó nha. Hai cháu rồi ăn. Có biết cần vô đây không? Cái gì năm? Cái chị á, con có biết cần vô đây không? Nhớ đến năm rồi thôi. Thôi rồi đi. Mấy trai cưng của năm. Người cũng năm rồi hết. Người cũng chờ năm hết. Phải không? Có thể tới sẵn là. Có thể tới sẵn là cho anh. Trời còn sẵn nha mấy người. Có không? Con sẵn quá hả? Dưa lan thì con thích ăn lắm mà sẵn. Sao trái dưa lan còn nguyên bẩn vậy thì con không ăn không? Con bắt mút con một chút rồi. Bộ sợ sợ mà không cho ăn ba lần cho mình ăn không rồi. Người khác quan tâm để không bệnh làm cũng được. Khổ không biết tay rồi mà. Cái này là thiên lý động tôi thấy. Loại này thôi mình phun ngâm ở bông nhiều, còn của mình thì bông ít. Này như cổng nhà trọ.